Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai sẽ giới thiệu tới các bác về cái dòng sản phẩm máy đục nhé. Máy đục hai chức năng, máy vừa khoan vừa đục này, thương hiệu Fefa này các bác. Các bác vào xem video quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông của bên em để các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi mà bên em làm video giới thiệu về những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối. Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì như những bác nào đăng ký kênh thì các bác cũng biết là bên em chuyên phân phối xỉ lẻ rất nhiều máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, tất cả các phụ tùng thay thế, điện cơ, điện lạnh phục vụ cho tất cả các bác thợ khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác mà quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác cứ ấn vào đăng ký kênh của bên em nhé. Thì các bác sẽ luôn luôn nhận được rất nhiều những cái thông báo về tất cả những cái dòng sản phẩm hay, hữu ích, chất lượng ok và giá cả luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Thì không để cho các bác phải chờ đợi lâu, em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Riêng về cái mẫu máy đục này thì em cũng cam kết với các bác là chất lượng là ok luôn. Giá cả thì rất là mềm mại và hợp lý. Bên em đã phân phối ra thị trường cực kỳ là nhiều, được khách hàng đón nhận và phản hồi rất tốt. Nên là em mới làm cái đoạn video này để giới thiệu cho tất cả các bác thợ khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác có thể là tham khảo và lựa chọn sử dụng cái dòng sản phẩm hữu ích như thế này. Khi mà các bác đặt mua sản phẩm về thì nó sẽ được trong một cái hộp nhựa như thế này, hộp màu xanh rất là đẹp nhé. Đấy, hộp làm cũng như hộp làm. Đây em có bóc nguyên một hộp đây ra để em sẽ giới thiệu cho các bác dễ quan sát này. Fefa này các bác này, máy Fefa nhé. Đấy. Đây. Rất là đẹp và chắc chắn luôn. Em sẽ mở phía bên trong để các bác có thể tham khảo nhé. Đấy, phía bên trong này các bác. Thi thoảng nó máy nó nóng thì các bác có thể là xoay cái nắp này ra. Đây cái nắp này là nắp để tra mỡ, các bác có thể là dùng cái kìm nhọn ấy, các bác xoay cái này ra là tra mỡ vào phía bên trong này nhá. Kèm theo là đây là một cái chắn bụi cho nó mũi, cho nó đỡ bị bụi vào mũi thì nó sẽ bền. Đấy, các bác là chắn vào cái đầu máy đây. Và kèm theo là sẽ có thêm một cái mũi đục nhọn nha các bác. Kèm theo một cái mũi đục nhọn này. Và sẽ có một chuyển. Đây là chuyển điện hướng. Em sẽ quay cho các bác xem chi tiết về cái thông số kỹ thuật này. Máy chạy điện áp 220V này, tần số 50Hz và công suất là 700W nhé. Vòng cua của nó là 750 này, thương hiệu Fefa. Máy đục hai tác dụng nha các bác nhé. Máy đục hai tác dụng. Máy này em đi cân này. Đấy, em sẽ lấy cái cân ra để cân cho các bác xem về cái cân nặng của con máy này. Đấy, cái này thì nó là máy hai tác dụng này các bác này. Chổi than nó nằm ở đây. Đấy. Hướng dẫn sử dụng và sẽ có thêm một cái đôi chổi than dự phòng này. Khi mà các bác sử dụng hết than thì là các bác có thể là xoáy hai cái lắp than này ra để tự thay than được nhé. Đấy, đây là lắp than này. Bên em sẽ cân cho các bác xem cái cân nặng của nó luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây ạ. Được xấp xỉ 5 cân nhé. Vào 4,8 đấy ạ. Vào 4,8 nhé. Và bên em sẽ cắm điện trực tiếp cho các bác tham khảo luôn về cái chế độ vòng cua của cái con máy này. Em sẽ cắm điện là chạy thử cho các bác xem về cái tốc độ vòng cua luôn này. Đấy, đây là máy hai chế độ nha các bác nhé. Đấy, các bác xoay chế độ ở phía bên này. Cực kỳ là mạnh luôn. Máy chạy rất là mạnh nhá, cực kỳ là khỏe và khá êm luôn. Các bác mà quan tâm thì là các bác cứ để lại số điện thoại ngay dưới video này cho em. Và các bác có thể là alo trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại 0378487818. Và số điện thoại mà em để lại ngay dưới tiêu đề. Số đó bên em có cả Facebook và cả Zalo luôn. Các bác muốn mua hàng các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong việc mua hàng, cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì là bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và
và báo giá cho các bác vào đúng cái thời điểm mà các bác hỏi về sản phẩm nhé. Vì là bên em bán sỉ và lẻ nên là giá em sẽ không để công khai. Nhiều khi để công khai mà giá sỉ ngang với giá lẻ thì là rất khó cho các đại lý, nên là mong các bác thông cảm nhé. Các bác quan tâm thì các bác liên hệ với em thì em sẽ tư vấn cho các bác kỹ hơn và sẽ công bố giá cho các bác và đúng cái thời điểm mà các bác quan tâm và hỏi về cái dòng sản phẩm này. Em cũng xin được kết thúc cái video của em ở đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất ở đây ạ.